Đây là mình đã sơn xong giả gỗ ở chân cầu thang các bạn nhé. Ai có nhu cầu làm sơn giả gỗ, giả đá, trần mây mình vẽ tranh tường thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả video nhé. Làm toàn miền Bắc nhé, bảo hành 15 năm nhé. Anh Cường mình gọi điện về Tuấn. Đây à? Quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Giàng A Thành. Hôm nay mình sẽ review ông anh mình là vẽ giả gỗ nhé. Chân cầu thang, ốp chân cầu thang các bạn. Đây là kẻ lan bằng bút dạ các bạn nhé. Đấy. Kẻ lan ra như này mới đẹp này nhỉ. Mũi lan này khoảng bao phân anh? 80. Chiều cao 80, chiều rộng khoảng độ 15 à? 17 đến 20. Từ 17 đến 20 phân nhé. Đấy, đây. Đấy, đây là kẻ lan các bạn nhé. Các bạn cố gắng chia được đều đẹp thì sẽ đẹp hơn. Đấy, vẽ hết các bạn nhé. Lại lấy mặt bằng này, lấy mặt bằng này đo sang các bạn. Nhà dưới đang am đảm vào tầm 5-60 mét một thì ít đâu anh Tuấn. Đây, kẻ lan này các bạn này. Chơi rồi. Đây bắt đầu quét lót nha các bạn nhé. Con màu vàng à? Đấy, đậm hơn tí rồi đấy. Đậm hơn. Đấy, mình đặt như thế thì cái ánh của nó mới giống bên cầu này. Đấy, sẽ bỏ bên này rồi. Đập đá mấy hôm mình tê tạ. Đúng tạ. Ôi, nó thay cầu gà, càng nhà. Càng nhà mình vậy. Ăn xong táo cổ tí, rác nữa. Thằng chủ nhà nó muốn làm rồi nhỉ. Nhà chắc muốn làm rồi. Nó xem mẫu mình mà không chê được.
đây là đang ấy nhé, tạo đang quét lót các bạn nhé, đang sơn trần cầu thang các bạn. Cháy à? Đây đang bắt đầu tạo vân các bạn nhé. Lâu khô phết nhỉ. Nó khô quá nó không được. Quét lót các bạn nhé. Cái đoạn dài thế chú. Nhà hơn nhiều chứ. Bắt đầu tạo vân các bạn nhé. Có nhu cầu giả gỗ, giả đá, vẽ tranh tường, trần mây thì inbox số điện thoại để phần mô tả nhé. Làm toàn miền Bắc nhé. Bảo hành 15 năm. Giá cả thì inbox trực tiếp số điện thoại để phần mô tả video các bạn nhé. Hả? Đây là chú Đảng đến từ châu Phi nhé. Đang tạo mắt mấu của vân gỗ nhé. Đây đang tạo mẫu mắt này, các bạn nhìn này. Gỗ này gỗ gì chú Đảng? Đây là Lạc Sơn gọi là gỗ biểu nghiến. Biểu nghiến này, đây đang làm biểu nghiến này. Đang tạo mắt mẫu gỗ các bạn nhé, biểu gỗ nhé. Thi thoảng mới cho mấu mắt mấu các bạn nhé. Nếu mà một cái chân này mà các bạn tấm gỗ nào các bạn cũng cho mấu mắt thì nhìn nó dối. Đấy các bạn nhìn đây, tạo mắt mấu này. Ai có nhu cầu giả gỗ thì inbox số điện thoại để phần mô tả nhé. Chưa các bạn.
đây tổng thể là cầu thang đây nhá. Làm này phải nhanh tay không khô cháy các bạn nhé. Gỗ quý hiếm đấy. Phạt cho loài mắt. Dối. Nhân loạn không đẹp đâu.
Đây là mình đã sơn xong giả gỗ ở chân cầu thang các bạn nhé. Ai có nhu cầu làm sơn giả gỗ, giả đá, trần mây, vẽ tranh tường thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả video nhé. Làm toàn miền Bắc nhé, bảo hành 15 năm nhé. Anh Cường mới gọi điện với Tuấn. Điện Tuấn bảo là thế, bảo xin xuống nhà mình ăn các bạn ngồi nhé. Bảo là xin số là để vào nhà chơi, mình chưa xuống các bạn. Chưa bảo bây giờ mình xuống đây không vào chào hỏi. Đừng vào đừng vào nhé. Nhưng mà đừng vào nhé. Nhưng mà nếu không có nước kìa để tiếp. Tiếp người vào vàng tiếp. Em nói thật thì là anh điện với em một câu nó đã hơn là nắng hơn tất cả được có công nhờ cả ai gọi là anh xuống đây đó. Em cảm mừng anh nguyện ạ. Nhưng mà một thằng em đào tạo ra nhưng mà có được tí thì gọi vợ anh xuống, gọi cả anh cơ xuống để quả bảo em. Em rất tự nhiên để con làm mấy năm chưa thì mà cũng còn phải